A Hưng. Và dứt điểm. Và đó là cú sút của các thủ Quảng Nam. Sút rất nguy hiểm, một pha ngả người và bắt vô lê của Quốc Bảo. Quốc Cường. Nỗ lực của Quốc Cường. Vừa rồi anh đã chèn được Quốc Bảo, nhưng như vậy là đã có bàn thắng cho các cầu thủ Sanatech. Một phát chúng ta cùng xem lại. Lối chơi phản công rất sắc bén. Lúc này thì họ càng có lý do để mà chơi phòng ngự phản công. Như vậy là đã có bàn. Đã có bàn gỡ hòa. Kể cả khi đã bị hụt hơi thì cũng phải cố gắng để chơi tới nhịp đấu cuối cùng. Anh Quý. Và dứt điểm chân trái của anh Quý. Dứt điểm. Cầm đầu trong bàn thắng vừa rồi của Văn Hạnh. Anh Quý đã tạo ra sự rối loạn. Chúng ta cùng xem lại. Anh Quý cũng chính là người đã. Và Đà Nẵng cùng với Savinet Sanatech Khánh Hòa cùng có 24 điểm. Đã có tình huống bắt cũng có thể thực hiện một đường chuyền. Và chuyền bóng của Quốc Bảo và người ghi bàn đó là Phùng Trọng Luân. Một tình huống chơi bóng non kinh nghiệm của một động tác di chuyển từ cột 1 sang cột 2 và làm động tác điều tiết nhịp điệu. Đường chuyền. Tỷ số là 4-1 nghiêng về các cầu thủ Savinet Sanatech Khánh Hòa. Là pha xử lý của anh Quý là kinh nghiệm như thế nào? Ở một góc. Như vậy là với Sầm Mát Khương. Bóng đã chạm vào tay của anh. Tình huống 4-2. Đã có bàn thắng rút ngắn.